Ethiopia là một đất nước xinh đẹp, được thiên nhiên ưu đãi với một lịch sử phong phú cùng với hệ động vật hoang dã và cây xanh tuyệt vời. Là đất nước chưa từng bị đô hộ nên bản sắc văn hóa dân tộc ngày nay vẫn được người dân giữ lại. Từ những phong tục kỳ lạ như là đeo đĩa vào môi để làm đẹp, tôn vinh đàn ông bụng phệ như một nam nhân béo đẹp của năm, hay đến sở thích độc lạ, ăn thịt sống chẳng hạn. Hầu hết mọi người chỉ biết Ethiopia là quốc gia đẹp nhất ở châu Phi, nhưng vẫn còn rất nhiều điều thú vị khác của quốc gia này mà không phải ai cũng biết. Những điều vừa kể mới chỉ là một trong số rất nhỏ những điều kỳ lạ. Nếu bạn muốn biết Ethiopia độc lạ và khác biệt như thế nào, hãy cùng Vũ trụ huyền bí đến với video 9 điều độc lạ và hiếm thấy chỉ có ở duy nhất Ethiopia, quốc gia đẹp số 1 châu Phi này, ngay bây giờ nhé! Thịt sống, món ăn sơn hào hải vị của người dân. Thứ lý lẽ vô nghĩa như là nhiễm sán, nhiễm vi khuẩn đó không thuyết phục được tôi. 20 năm qua, tôi vẫn ăn thịt sống mà chẳng ốm đau gì. Cơ thể tôi rất ưa món này. Tôi nghĩ thông tin đó là sai. Bà tôi hưởng thọ 114 tuổi, còn mẹ tôi cũng thọ tới 92 tuổi. Họ đều ăn thịt sống đến cuối đời. Đây là câu trả lời của những người dân Ethiopia khi được hỏi tại sao lại thích ăn thịt sống đến như vậy. Khi dạo chơi trên các con phố ở Addis Ababa, thủ đô của Ethiopia, bạn có thể dễ dàng bắt gặp những nhóm người tụ tập ở các quán ăn để thưởng thức thịt bò hay thịt dê sống được cắt thành từng miếng lớn. Ở Ethiopia, thịt sống là món ăn đặc biệt phổ biến trong các lễ hội hay là các dịp ăn mừng, chẳng hạn như trong đám cưới. Nhưng cũng không ít người dân hầu như mỗi ngày đều ăn thịt sống. Họ cho rằng thịt sống là một món ăn thịnh soạn, cung cấp năng lượng và sức sống mới cho cơ thể của họ. Còn về những nguy cơ liên quan đến việc ăn thịt sống, chẳng hạn như nguy cơ nhiễm sán dây hay là các loại vi khuẩn nguy hiểm như Salmonella và E. coli thì hầu hết đều chọn cách bỏ qua. Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, bác sĩ Mesafin ABB, hiện đang điều hành một phòng khám tư ở Addis Ababa, cho biết hầu hết những người thích thịt sống thường có xu hướng phóng đại giá trị dinh dưỡng của thịt, đồng thời bỏ qua hay là thậm chí phủ nhận hoàn toàn những nguy cơ liên quan từ thói quen ăn uống của họ. Nhiều bệnh nhân được chẩn đoán mắc các chứng bệnh do ăn thịt chưa nấu chín thường phải trở lại phòng khám của ông vẫn vì những chứng bệnh đó. Không ai biết chính xác tại sao thói quen ăn thịt sống lại trở nên phổ biến đến vậy ở quốc gia châu Phi này. Nhưng cho đến thời điểm này, lời giải thích được chấp nhận rộng rãi nhất cho rằng món ăn này xuất phát từ một trong nhiều cuộc chiến tranh giữa người Guray theo đạo Cơ Đốc và người Hồi giáo cách đây nhiều thế kỷ. Các chiến binh Guray trốn trên núi thường bị phát hiện vì nấu thịt, vì khói và mùi sẽ tỏa ra hấp dẫn kẻ thù của họ và những kẻ thù này sẽ rình đến khi họ ngủ để tấn công. Vì thế, khi đã nhận thức được điều này, người Guray bắt đầu ăn thịt sống. Tuy nhiên, điều đáng nói hơn cả là các cuộc chiến tranh đã chấm dứt từ rất lâu rồi, nhưng người Ethiopia vẫn tiếp tục ăn thịt sống. Món ăn này đã trở thành một phần trong nền ẩm thực của đất nước, được tất cả các nhóm sắc tộc và tôn giáo ưa thích, dẫn tới việc một số học giả đã mô tả món thịt sống là món ăn ưu việt của quốc gia. Hai món thịt sống phổ biến nhất được phục vụ ở Ethiopia là teresiga, có nghĩa là thịt sống. Những dải thịt dài được cắt bằng dao thành những miếng nhỏ và nhúng vào các loại nước sốt khác nhau như mitmita, một loại ớt bột trộn với gia vị, hay aguase, một loại tương ớt, và món kipto, thịt bò băm nhuyễn trộn với bơ tẩm gia vị của người Ethiopia, ăn kèm với aguase hoặc là phô mai tươi nghiền. Nếu cho bạn, bạn có dám thưởng thức món ăn này hay không? Chứ cho mình tiền tỷ thì mình cũng xin thưa là dám quá đi chứ. Họ ăn được thì chắc mình cũng ăn được thôi. Đàn ông bụng phệ là nam nhân đẹp nhất của năm. Cho mình hỏi, đối với bạn thì một người đàn ông như thế nào được đánh giá là đẹp chuẩn soái ca đây? 6 múi, cơ bắp cuồn cuộn, cao, gầy hay càng béo thì càng đẹp? Riêng cá nhân mình ấy thì cứ mấy anh 6 múi cơ bắp sơ sơ thôi là chuẩn gu rồi. Chứ mà mấy ông béo lại còn bụng phệ nữa thì ối rồi ôi luôn. Đẹp đâu không thấy, chứ thấy cơ thể lắm bệnh lắm tật là điều không tránh khỏi luôn đó. Cơ mà ở Ethiopia có bộ tộc body lạ lắm các bạn ơi. Ở đây họ coi đàn ông bụng phệ là vô cùng hấp dẫn và ấn tượng đấy. Thậm chí còn được tôn vinh là nam nhân đẹp nhất của nam nữ cơ. Vậy nguyên nhân là do đâu đấy? Chúng ta cùng tìm hiểu nha. Bạn thấy đấy, chứng béo phì và bụng phệ không chỉ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe mà còn bị xem là thiếu thẩm mỹ cho cuộc sống hiện đại. Nhưng những người dân ở bộ tộc body
thuộc vùng hẻo lánh ở thung lũng Omo, miền nam Ethiopia này lại mang một tư tưởng hoàn toàn khác. Họ coi hình mẫu một người đàn ông bụng phệ, béo to là một hình mẫu lý tưởng. Thậm chí, hàng năm ở đây, họ vẫn tổ chức một lễ hội đặc biệt mang tên KN để tôn vinh người đàn ông có bụng to nhất. Và tất nhiên rồi, trước khi tham gia sự kiện này, các thí sinh sẽ phải trải qua một hành trình tăng cân kéo dài 6 tháng, đầy khó khăn. Họ phải tăng cân bằng sữa bò hoặc là sữa chua, mật ong và thậm chí là cả tiết bò tươi. Nhưng bởi vì bò được coi là loài vật linh thiêng, nên người body không giết chúng để lấy máu. Thay vào đó, họ lấy máu bò và sau đó bịt kín vết thương bằng đất sét. Trong quá trình chuẩn bị cho lễ hội, những người đàn ông trong bộ tộc sẽ hạn chế hầu hết các hoạt động thể chất và chỉ ở trong một túp lều. Những người phụ nữ trong bộ tộc sẽ đảm nhận việc chăm sóc cho những người đàn ông này. Và buổi sáng, khi mặt trời mọc, họ uống từ 1 đến 2 lít sữa và tiết bò và cần phải uống thêm nhiều bát trong ngày để có cơ hội giành chiến thắng tại lễ hội KN. Tuy nhiên, với chế độ ăn giàu protein này, một số người đã gặp khó khăn và có hiện tượng nôn thốc, nôn tháo. Trong bộ lạc body, đàn ông thường gầy và săn chắc. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chế độ ăn đặc biệt, một số người tăng cân đến mức không thể đi lại. Nhưng lạ thay là họ vẫn sẵn sàng hy sinh điều đó để có được sự tôn trọng từ dân trong bộ lạc. Vào ngày tổ chức lễ hội KN, thường diễn ra vào tháng 6 hoặc tháng 7 hàng năm, những người đàn ông phủ đất sét và cho lên người sẽ phô bày những bụng mỡ của họ cho mọi người xem. Người trong bộ lạc sẽ bầu chọn người có bụng phệ nhất để trao danh hiệu cao quý, người béo của năm và được tôn trọng bởi toàn bộ cộng đồng tộc người trong suốt cuộc đời. Bạn nghĩ phần thưởng này có xứng đáng hay không? Nhiều bạn nói không, nhưng với bộ tộc họ thì điều này hoàn toàn xứng đáng đấy. Tháng thứ 13 và đồng hồ 12 tiếng. Vì một năm có 12 tháng dường như đã trở thành luật bất thành văn của nhiều quốc gia trên thế giới rồi. Nhưng mình xin nhấn mạnh lại rằng, trong đó không có Ethiopia đâu nha. Nói cho những bạn nào chưa biết, thì từ hàng nghìn năm trước đây, người Ethiopia đã tin rằng có thêm một tháng thì sẽ có thêm sự may mắn. Và đó là lý do khiến họ tuân thủ niên lịch 13 tháng trong một năm, trong suốt chiều dài lịch sử. Niên lịch của Ethiopia có 13 tháng, mỗi tháng có 30 ngày. Gần giống với lịch Gregorian, lịch dương mà chúng ta đang sử dụng. Nhưng có một sự khác biệt nhỏ, đó là họ có tháng thứ 13, chỉ có 5 đến 6 ngày. Những ngày phụ này được gọi là ngày Epagomenan. Về cơ bản, đây chính là ngày nhuận. Những ngày bổ sung này đảm bảo rằng lịch tuân theo các mùa và các giai đoạn của mặt trăng. Việc bổ sung này đã dẫn đến sự khác biệt lớn về lịch của Ethiopia và lịch bình thường, tức là lịch của Ethiopia sẽ chậm hơn chúng ta 7 năm. Điều đặc biệt hơn là người Ethiopia cũng tuân theo một hệ thống đồng hồ rất khác. Họ tuân theo đồng hồ 12 giờ, trái ngược với hệ thống thời gian 24 giờ mà phần còn lại của thế giới tuân theo. Trước khi hầu hết mọi người bắt đầu ngày vào lúc nửa đêm, tức là 0 giờ, thì người Ethiopia lại bắt đầu ngay mới vào lúc bình minh. Vì thế, khi thế giới đang ở lúc 7 giờ sáng, thì ở quốc gia châu Phi này sẽ là 1 giờ sáng, theo giờ ban ngày đối với người Ethiopia. Và lúc 12 giờ trưa thì ở Ethiopia sẽ là 6 giờ ban ngày. Cái này khá giống với Trung Quốc, Việt Nam và một số nước đồng văn khác thời phong kiến sử dụng hệ thống tính theo 12 canh giờ. Mỗi canh giờ sẽ tương ứng với 12 giờ, nhưng bắt đầu ngày mới sẽ được tính là giờ Tý, được bắt đầu lúc nửa đêm. Tuy điều này có phần hơi lạ lùng, nhưng bất chấp các quy chuẩn tiêu chuẩn quốc tế, hệ thống thời gian này tồn tại cho đến ngày nay. Nơi khởi nguồn của những ly cà phê. Bạn là người thích uống cà phê, vậy liệu bạn đã biết cà phê thực sự bắt nguồn từ đâu chưa? Trên tấm bản đồ cà phê thế giới, không thể không nhắc đến Ethiopia các bạn ạ, nơi những ly cà phê đầu tiên được ra đời. Theo chuyện dân gian Ethiopia kể lại, có một anh chàng chăn dê tên là Kanji, người xứ Abyssinia, tên cũ của Ethiopia đó. Trong một lần chăn dê đã phát hiện một loại quả màu đỏ, khi ăn vào thì bỗng thấy tỉnh táo lạ thường. Ngờ rằng có phép lạ, anh đã đem loại quả này đến thỉnh giáo một thầy tu gần đó. Nhưng sau đó lại bị vứt vào lửa vì sợ rằng đây là trái cấm. Kỳ lạ thay, thứ quả đỏ khi cháy xém thì lại có mùi thơm lạ thường, tự như một món quà của thượng đế. Anh chăn dê và thầy tu bèn thu lấy, dãi nhỏ, phá nước uống rồi đem chia cho mọi người. Và đó là lúc ly cà phê đầu tiên trên thế giới ra đời. Từ đây, cây cà phê ở Ethiopia đã trở thành một phần trong văn hóa, tín ngưỡng của quốc gia này. Mỗi buổi sáng, người phụ nữ trong gia đình sẽ rang cà phê tươi trên một cái chảo đất sét cùng với hương liệu. Những hạt cà phê được rang, nghiền mịn và lọc kỹ rồi cho vào ấm đất nung truyền thống Zebena
để đun sôi trên bếp. Sau đó, cà phê được dọn 3 lần vào sáng, trưa và chiều, mỗi lần có thể kéo dài đến 2 đến 3 giờ. Vì thế, vì được mời một ly cà phê nhà làm trên đất Ethiopia có thể coi là một vinh dự của bất cứ ai khi đặt chân tới đây. Và nếu có dịp đến với Ethiopia, bạn nhất định đừng bỏ lỡ cơ hội thưởng thức cà phê ở đây nhé! Đeo đĩa vào môi để làm đẹp. Nhắc đến Ethiopia, chắc chắn chúng ta không thể nào không nhắc đến phong tục kỳ lạ này của bộ tộc Mersey. Theo tục lệ của người Mersey, khoảng tầm 12 đến 13 tuổi, các cô gái sẽ được những người thân giúp đỡ khoét môi, kéo dài môi dưới, sao cho có thể đặt được một chiếc đĩa vào. Đầu tiên, họ rạch ra một phần ở môi dưới và đeo vào đó một chốt bằng gỗ. Trong vài tuần sau đó, vết thương sẽ lành lại và cái chốt được thay bằng một cái to hơn. Quá trình kéo rộng này cứ tiếp tục với những cái chốt lớn dần lên. Khi cái lỗ ở môi dưới đã đủ rộng, cô gái sẽ phải đeo chiếc đĩa gỗ hay là đất sét đầu tiên, có đường kính khoảng 4cm. Trong vòng 1 năm, nhiều chiếc đĩa to dần sẽ được thay thế vào và người phụ nữ được quyền quyết định họ muốn đeo đĩa rộng đến đâu. Chiếc đĩa cuối cùng có thể có đường kính từ 8 đến 20cm và một số người phụ nữ thậm chí phải đập bớt răng dưới để lấy chỗ cho những chiếc đĩa. Những chiếc đĩa bằng đất sét được gọi là the hebinia, được làm đơn chiếc và được trang trí nhiều họa tiết khác nhau. Chiếc đĩa cuối cùng mà một người phụ nữ đeo có thể là màu trắng, nhuộm đỏ hoặc đen. Còn những cô gái chưa chồng sẽ đeo đĩa bằng gỗ, gọi là kiyo. Họ sẽ phải đeo đĩa khi phục vụ đồ ăn cho chồng và trong những nghi lễ quan trọng như là đám cưới hay là các trận chiến đấu. Khi người chồng mất đi thì cũng đồng nghĩa với việc chiếc đĩa sẽ bị vứt đi. Chiếc lỗ ở trên môi người phụ nữ được cho là có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của cả bộ tộc như sức khỏe của đàn gia súc, số phận của con cái. Vì thế, mặc dù rất đau đớn, nhưng những người phụ nữ Mersey đều mong muốn được đeo đĩa bởi họ coi đó là tượng trưng cho vẻ đẹp của người phụ nữ. Người nào đeo được chiếc đĩa càng to thì càng đẹp và nhà cái sẽ nhận được càng nhiều bò từ nhà trai khi kết hôn. Tuy nhiên, kể từ khi vườn quốc gia Omo được thành lập vào năm 1960, cuộc sống của bộ tộc Mersey có nhiều thay đổi hơn nhờ giao thông được cải thiện. Nơi sinh sống của người Mersey thu hút được nhiều khách du lịch đến tham quan. Nhờ đó, người Mersey có thêm thu nhập để mua các đồ dùng thiết yếu như vải, thuốc, cà phê, gia vị và nông cụ. Ngày nay, một số phụ nữ Mersey trẻ tuổi không còn theo tục lệ đeo đĩa tròn trên môi. Tuy nhiên thì một bộ phận phụ nữ Mersey vẫn đeo đĩa môi và coi tục lệ này là một phần di sản của bộ tộc cũng như trở thành bản sắc văn hóa để thu hút khách du lịch. Đất nước của những lễ hội. Người dân Ethiopia nổi tiếng với sự yêu thích mãnh liệt đối với các lễ hội. Điều này lý giải tại sao đất nước này luôn tràn ngập các sự kiện lễ hội sôi động và đầy màu sắc quanh năm. Trong số đó, lễ hội Timkat hay còn gọi là Timkat là sự kiện lớn nhất và quan trọng nhất diễn ra hàng năm từ ngày 18 đến 20 tháng 1 để tưởng nhớ lễ hội rửa tội của Chúa Giê-xu trên dòng sông Jordan. Trong những ngày này, hàng nghìn người dân trong trang phục áo trắng truyền thống sẽ cùng tham dự những nghi lễ tâm linh được thực hiện bởi các linh mục mặc áo tế đầy sắc màu và cầm những chiếc ô nhung theo kim tuyến. Linh mục sẽ cầu nguyện suốt đêm và làm lễ, còn người dân sẽ dự lễ, cắm trại tại khu vực lễ hội và thưởng thức các món ăn đặc trưng như là bánh mì, thịt cừu dưới ngọn đuốc sáng. Có thể nói Timkat không chỉ là một dịp để tưởng nhớ một sự kiện tôn giáo quan trọng mà còn là một phần không thể thiếu trong di sản văn hóa của Ethiopia. Qua từng năm, lễ hội này tiếp tục giữ vững vai trò quan trọng cho đời sống tâm linh và xã hội của người dân nơi đây, đồng thời cũng là một minh chứng cho sự gắn bó sâu sắc giữa văn hóa và tín ngưỡng cho cuộc sống hàng ngày của họ. Kỳ vĩ 8 khu di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Ethiopia, quốc gia được biết đến với nền văn hóa phong phú và lịch sử lâu dài, được gắn bó chặt chẽ với một truyền thuyết hấp dẫn rằng Chúa đã xây dựng khu vườn địa đàng Eden gần con sông Gion, tức là sông Nin xanh của Ethiopia hiện nay. Truyền thuyết này không chỉ phản ánh niềm tin sâu sắc của người dân mà còn gợi ý về sự kỳ diệu của thiên nhiên nơi đây. Ethiopia thực sự được thiên nhiên ban tặng nhiều kỳ quan tuyệt diệu và nổi bật trong số đó là 8 khu di sản được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Trong các di sản này, khu vực nổi bật nhất là 11 nhà thờ bằng đá khối ở Lalibela, xây dựng dưới triều vua Lalibela vào thế kỷ 12 và 13. Những nhà thờ này là một kỳ công kiến trúc được khắc sâu vào trong đá nguyên khối và được coi là một trong những kỳ quan tôn giáo vĩ đại nhất của thế giới. Các nhà thờ này là trung tâm của đức tin và cũng là biểu tượng của sự khéo léo, sáng tạo trong nghệ thuật xây dựng. Quần thể lâu đài Fatsin Gebbi nằm ở Gonda cũng là một di sản thế giới nổi bật.
được xây dựng vào thế kỷ 17, Fasin Gebi là một tập hợp các cung điện, lâu đài và công trình quân sự, phản ánh sự kết hợp độc đáo giữa kiến trúc châu Âu và phong cách Ethiopia truyền thống. Những công trình này mang đến một cái nhìn sâu sắc về thời hoàng kim của vương quốc Ethiopia. Ngoài ra, thành phố cổ Asum với các cấu trúc lăng mộ và đài tưởng niệm độc đáo cũng là một điểm đến quan trọng. Đây từng là trung tâm của một vương quốc vĩ đại và là nơi lưu giữ nhiều di tích lịch sử quý giá. Công viên quốc gia thung lũng sông Awas nổi bật với phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp với nhiều thác nước, sông suối và hệ động thực vật phong phú. Đây là một điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích thiên nhiên và tìm kiếm sự yên bình. Cuối cùng là vườn quốc gia Simien, là một trong những điểm đến ấn tượng nhất với cảnh sắc kỳ ảo, xen lẫn sương khói và tuyết. Nơi đây là nơi trú ngụ của những loài động vật quý hiếm, bao gồm khỉ Gelada và dê núi Walia, làm tăng thêm sự hấp dẫn của khu vực này đối với những nhà nghiên cứu và du khách yêu thích khám phá động vật hoang dã. Nói Ethiopia là một quốc gia kỳ diệu và đáng để khám phá, quả thật không hề quá khi nhìn thấy quá nhiều những di sản văn hóa và thiên nhiên phong phú như vậy. Con người và linh cẩu chung sống hòa thuận từ thế kỷ 16. Có lẽ nói linh cẩu và con người sống chung hòa thuận với nhau, nhiều bạn sẽ cho rằng điều này thật hoang đường. Thế nhưng, tại thành phố Hara ở Ethiopia, điều này thực sự đã xảy ra các bạn ạ. Linh cẩu thường bị coi là động vật hoang dã nguy hiểm ở nhiều nơi khác lại sống hòa bình với người dân Hara. Chúng không tấn công con người và chỉ tìm đến thành phố khi cần thức ăn. Tình trạng này đã tồn tại từ lâu, biến Hara thành một trong những địa phương hiếm hoi trên thế giới, nơi con người và linh cẩu sống gần gũi và hòa thuận. Từ thế kỷ 16, việc dâng thức ăn cho linh cẩu đã trở thành một truyền thống đặc biệt ở Hara. Truyền thuyết địa phương cho rằng, hành động này có nguồn gốc từ một sự kiện quan trọng cho lịch sử tôn giáo. Theo các câu chuyện truyền miệng, việc dâng thức ăn cho linh cẩu đánh dấu sự ra đời của nhà tiên tri Mohammed. Và vì thế, người Hara tin rằng, thông qua việc này, họ không chỉ thể hiện lòng hiếu khách và sự kính trọng đối với linh cẩu, mà còn giữ gìn và tôn vinh di sản văn hóa và tôn giáo của mình. Theo đó, mỗi tối, các thợ săn linh cẩu, thường là những người đàn ông địa phương, sẽ mang thức ăn đến các khu vực gần thành phố để thu linh cẩu. Không chỉ vậy, mà họ còn thực hiện các nghi lễ đặc trưng. Điều này đã tạo điều kiện cho linh cẩu được no đủ, giữ gìn mối quan hệ hòa bình giữa hai loài. Việc cho linh cẩu ăn được coi là một hành động trang nghiêm, thể hiện lòng biết ơn và sự kết nối sâu sắc với lịch sử và truyền thống của Hara. Chính sự hòa quyện độc đáo này giữa con người và linh cẩu đã góp phần làm nên danh tiếng đặc biệt cho thành phố Hara, đồng thời nhấn mạnh vai trò của truyền thống và tôn giáo trong việc định hình cuộc sống cũng như văn hóa của cộng đồng địa phương nữa. Có ao Aged Ale và hồ nước mặn nhất thế giới. Khi nhắc đến các vùng nước mặn, nhiều người thường nghĩ ngay đến Biển Chết, một trong những điểm đến nổi tiếng nhất với nồng độ muối cao. Tuy nhiên, ít ai biết rằng còn có những hồ nước mặn khác có nồng độ muối còn cao hơn nhiều so với Biển Chết. Thực tế, Biển Chết chỉ đứng thứ 7 trong danh sách các hồ nước mặn nhất thế giới. Còn ao Gaes Ale ở vùng Afa, Ethiopia lại nổi bật với vị trí đứng đầu về nồng độ muối. Ao Gaes Ale là một hồ nước mặn cực kỳ đặc biệt với nồng độ muối lên đến 43,3%. Hồ này được hình thành sau một trận động đất vào năm 2005 khi hoạt động địa chất làm thay đổi cấu trúc của khu vực và dẫn đến sự hình thành của hồ nước mặn này. Tọa lạc ở khu vực thấp của Afa, một trong những khu vực địa chất hoạt động mạnh mẽ nhất trên thế giới, ao Gaes Ale không chỉ ấn tượng với nồng độ muối cao mà còn với vẻ đẹp kỳ bí của nó. Điều làm ao Aged Ale trở nên độc đáo là nồng độ muối cực kỳ cao, gấp nhiều lần so với Biển Chết. Chính sự gia tăng nồng độ muối này đã tạo nên một môi trường sống khắc nghiệt nhưng mà cũng không kém phần hấp dẫn đối với các nhà nghiên cứu và những người yêu thích khám phá thiên nhiên. Nước hồ có màu xanh lục và thường được bao quanh bởi những lớp muối trắng xóa, tạo nên một cảnh quan vừa hùng vĩ, vừa kỳ bí. Mặc dù ao Aged Ale không nổi tiếng như Biển Chết, nhưng nó lại là một minh chứng sống động cho sự đa dạng và sức mạnh của các hệ thống nước mặn trên thế giới. Hồ này không chỉ là một điểm nghiên cứu quý giá, mà còn là một điểm đến độc đáo cho những ai yêu thích khám phá những kỳ quan thiên nhiên ít được biết đến. Sự hình thành của ao Gaes Ale và nồng độ muối cao của nó làm nổi bật sự biến động và sự hùng vĩ của thiên nhiên ở những vùng đất địa chất đặc biệt như Afa, Ethiopia. Bạn thấy đấy, cuộc sống hối hả có thể khiến chúng ta quên mất việc tận hưởng những khoảnh khắc đáng giá. Vì vậy, hãy để những chuyến đi mang lại sự cân bằng,
mở rộng tầm nhìn và tạo ra những kỷ niệm khó quên. Mỗi hành trình sẽ giúp bạn thêm yêu đời và trân trọng cuộc sống hơn. Hãy lên kế hoạch ngay để tận hưởng trọn vẹn những trải nghiệm mới mẻ này ở Ethiopia nhé! Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết video. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để luôn là người đầu tiên xem những video mới nhất từ vũ trụ huyền bí nhé! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!